Rất vui được gặp lại các bạn khán giả trên kênh Bí Quyết Thành Công vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Các bạn thân mến, giới trẻ ngày nay thường gặp phải khá nhiều vấn đề liên quan đến việc quản lý tiền bạc. Cũng vì lý do này mà chúng ta thường lâm vào cảnh cháy túi vào cuối tháng và chẳng để dành được chút nào cho tương lai. Khi bước sang những năm tuổi 30 của cuộc đời, đồng nghĩa với việc bạn đã đi được nửa quãng đường trong sự nghiệp. Bạn sẽ thấy bản thân khôn ngoan và trưởng thành hơn từ thói quen học cách tiết kiệm tiền khi còn trẻ. 30 tuổi là độ tuổi chín muồi về cả nhận thức lẫn tình cảm. Tuy nhiên, đứng trước ngưỡng cửa 30, nhiều người vẫn cảm thấy quan ngại về tài chính, tiền bạc. Có những người có suy nghĩ tiến bộ hơn thì nghĩ tới mục tiêu tự do tài chính. Mỗi người sẽ có tình hình tài chính riêng, điều kiện và hoàn cảnh sống khác nhau nên khi nói đến lập kế hoạch tài chính thì một cách tiếp cận chung cho tất cả là không thực tế. Tuy nhiên, có một số quy tắc chung có thể giúp mọi người đánh giá tiến độ đạt tới mục tiêu của mình. Vậy để thực hiện tự do tài chính, bạn cần làm những gì? Những nguyên tắc nào sẽ giúp bạn đạt được tự do tài chính ở tuổi 30? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Cuộc sống hiện đại đòi hỏi con người có nhiều tiền để có thể đáp ứng những nhu cầu cá nhân. Mong muốn tự do làm công việc yêu thích mà không quá quan tâm đến thu nhập trở thành nhu cầu của không ít người trong xã hội. Khái niệm tự do tài chính cũng từ đó được nhiều người theo đuổi. Chúng ta có thể định nghĩa tự do tài chính là khi con người ta dư giả về tiền bạc để có thể xử lý công việc một cách nhanh chóng, gọn nhẹ mà không đắn đo, suy nghĩ. Không thể phủ nhận vai trò của tiền bạc đối với cuộc sống. Chúng ta sẽ phải vướng bận nỗi lo cơm áo gạo tiền mà không suy nghĩ được nhiều vấn đề khác. Bạn là người tự do tài chính khi tiền bạc không ảnh hưởng đến những quyết định mà bạn đưa ra. Trước hết, theo bạn thì việc thực hiện tự do tài chính trước 30 tuổi có khả thi hay không? Và để trả lời được câu hỏi này, chúng ta hãy cùng điểm qua một vài con số thực tế như sau nhé. Tại Trung Quốc năm 2016, theo thống kê của Hệ thống Chuyển nhượng Cổ phần Xí nghiệp nhỏ Trung Quốc đã đưa ra danh sách các người giàu dưới 30 tuổi tính đến 30 tháng 9 năm 2016. Địa vị và danh tiếng của người cao nhất trong danh sách là 6,5 tỷ đô la Mỹ. Trong top 20 người thì trẻ nhất mới chỉ 23 tuổi. Trong top 10 thì chỉ có 26 tuổi. Còn trên thế giới, Evan Spiegel, một trong những nhà sáng lập Snapchat nổi tiếng, tài sản của anh ta đạt tới 1,5 tỷ USD. Là một trong những người giàu trẻ nhất thế giới, người đồng sáng lập với anh ta, Bobby Murphy, là tỷ phú trẻ dưới 30 tuổi. 30 tuổi, tuổi lập nghiệp, đa số mọi người vừa mới làm việc được mấy năm, có chút tích lũy, rất nhiều người có thể là nhóm người Moonlight Clan, chưa hết tháng đã hết tiền. Việc tự do tài chính dường như là không thể. Vậy thì họ đã làm đúng những điều gì để thực hiện tự do tài chính cho riêng mình? Bí Quyết Thành Công cho rằng một trong những nguyên nhân chính là họ phải đứng đầu ngọn gió, nắm chắc phương hướng của thời đại. Forbes bình chọn những người ảnh hưởng dưới 30 tuổi với đặc điểm là tỷ lệ khởi nghiệp cao, bối cảnh giáo dục tốt, giỏi về các lĩnh vực chủ yếu là khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội. Điều này rất đơn giản nhưng cũng rất khó. Với lĩnh vực mà họ sở trường thì phải làm đến mức xuất sắc, kịp thời gặp được ngọn gió thì mới tự do tài chính. Bản lĩnh này chính là thời cơ, năng lực, may mắn. Người bình thường đều cho rằng họ có thể tự do tài chính. Nhưng cái chúng ta có thể làm là làm tốt công việc của mình, bảo vệ người nhà của mình. Tự do thực ra là một trạng thái. Đồng thời họ phải nuôi dưỡng cho mình những tri thức, những thói quen lành mạnh và giúp ích cho họ trên con đường phát triển sau này. Và để xây dựng được tương lai tự do, đặc biệt là tự do về tài chính, thì bất cứ ai cũng cần thực hiện theo 4 nguyên tắc quan trọng ngay sau đây. Nguyên tắc đầu tiên, tính kỷ luật cao, năng lực chấp hành mạnh. Người kỷ luật cao thường có mục tiêu dài hạn rõ ràng. Cũng vì mục tiêu đó mà nỗ lực phấn đấu. Cho nên năng lực chấp hành cũng mạnh. Khi làm việc
thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn, từ đó khiến cho mình đạt được thành công trong thời gian ngắn. 30 tuổi đã có thể tự do tài chính rồi. Để chi tiêu một cách hợp lý, bạn không nên chỉ kiểm tra thẻ ngân hàng vào cuối tháng. Bạn cần chú ý đến từng khoản chi, hóa đơn nhỏ nhặt nhất mà bạn phải bỏ ra, cũng như cân đối chúng với nguồn thu của bạn. Chỉ có như vậy, bạn mới có được cái nhìn tổng quan đối với nguồn tài chính của bản thân và dễ dàng hoạch định cho tương lai của mình. Ai sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ việc sống có ý thức, trách nhiệm trong quản lý tài chính? Đó chính là bạn. Đặt ra cho mình những điều cần phải làm, những điều cần phải tránh và cố gắng tuân theo đúng như vậy. Đó là cách để bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đề ra từ trước đó. Nguyên tắc số 2: năng lực học hỏi mạnh, có ý thức sáng tạo. Có thể bạn không giỏi trong việc tiết kiệm tiền, hay bạn là người thường phung phí quá tay, hoặc cũng có thể bạn được sinh ra trong nhung lụa và không bao giờ phải nhìn lại ví mỗi khi mua sắm. Dù trong bất cứ trường hợp nào đi nữa thì cũng chẳng bao giờ là quá trễ để học cách quản lý tiền. Càng sớm làm được điều này thì bạn càng sớm nhận ra được cách quản lý tài chính và thừa nhận rằng tiền thực sự rất quan trọng. Dễ dàng để có được cách quản lý tài chính rõ ràng, điều đó thật sự rất tuyệt vời. Thứ bất biến duy nhất trên thế giới này là cái gì cũng thay đổi, cho nên chúng ta nên sống đến già, học đến già. Chắc hẳn mọi người đều thấy qua việc Alibaba vào thời gian trước đã đăng tin tuyển dụng người già lương cao. Giả dụ, họ không biết mua hàng trên mạng, không theo kịp tiến độ, nói gì đến tuyển dụng lương cao sau này. Áp dụng điều này lên người trẻ, không học thì sẽ lạc hậu. Cái doanh nghiệp nhìn chúng đó là giá trị sáng tạo của một người. Chỉ có những người năng lực học tập mạnh mới có thể chiến thắng. Bồi dưỡng năng lực học tập từ nhỏ, nghĩ đến điều mà người khác không nghĩ tới, đó mới là ý thức sáng tạo. Nguyên tắc số 3: có mắt nhìn, giỏi nắm bắt cơ hội. Một người thành công sẽ không bao giờ thụ động chờ cơ hội đến với mình, mà tất nhiên họ sẽ xông pha tìm kiếm nó. Họ thích sự tươi mới, họ muốn đốt cháy nguồn năng lượng, sức trẻ của mình trong hành trình tìm kiếm những cơ hội, dẫu biết rằng nó sẽ rất chông gai, nhiều khó khăn thử thách. Chính vì thế, để đạt được sự thành công, bạn cần phải năng động, linh hoạt, chủ động trong tư duy và hành động. Hãy học cách nắm bắt những nhu cầu của xã hội, chịu khó tìm tòi, khai thác, nghiên cứu những vấn đề mang tính thực tiễn có liên quan đến những mục đích, ước mơ, hoài bão mà bạn hướng đến. Tự tạo cơ hội cho mình là bạn đang chứng tỏ mình là một người thủ lĩnh, có tư chất của một người thành công. Bạn đủ sự tự tin, bản lĩnh để sẵn sàng đối mặt trước những khó khăn của công việc. Một người có năng lực dự đoán trước khi đối mặt với vấn đề, kết hợp với sự phân tích tổng hợp về chính sách quốc gia và thời cục, từ đó đưa ra kết luận chuẩn xác. Làm cái gì cũng phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Cơ hội là hiếm có, cũng có thể là thoáng qua. Vậy mới cần chúng ta nắm chắc nó. Nguyên tắc số 4: học cách quản lý tài chính, hiểu được việc đầu tư. Quản lý tài chính là khâu quan trọng trong quá trình quản lý tài phú. Chỉ có tiền để ra tiền, coi tiền là công cụ tạo ra tài phú chứ đừng làm nô lệ của nó. Như vậy mới có thể có được tự do tài chính chân chính. Điều tối quan trọng trong việc kiểm soát tài chính là bạn không thể nỗ lực ngày hôm nay và xếp gió nó vào ngày hôm sau. Nếu muốn có cuộc sống không cần lắng lo về kinh tế, bạn phải tập luyện thói quen dùng tiền từ ngày này qua ngày khác. Tương tự như khi bạn có thói quen tập gym hay yoga để có hình thể khỏe mạnh, việc này sẽ đảm bảo cho bạn lợi ích lâu dài về sau. Một trong những nguyên nhân khiến các bạn trẻ không thể tự do tài chính, đó là để nguồn tiền nhàn rỗi chết một chỗ. Do đó, đầu tư chính là từ khóa quan trọng giúp nguồn tài chính của bạn trở nên thịnh vượng hơn. Đầu tư tài chính là một khái niệm không còn mới mẻ, nhưng khiến nhiều bạn trẻ ngần ngại, những người mới bắt đầu có thu nhập riêng. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính đã chỉ ra rằng bạn càng bắt đầu với lĩnh vực đầu tư sớm bao nhiêu, lợi ích nó mang lại sẽ càng lớn bấy nhiêu. Không có ai tự do tài chính mà không hiểu cách quản lý và đầu tư tài chính cả.
Những hình thức đầu tư vốn thấp mà hiệu quả cao có thể kể đến đó là đầu tư chứng khoán, ngoại hối. Tuy nhiên, hình thức đầu tư nào cũng có ưu và nhược điểm riêng. Vì vậy, một khi muốn đầu tư vào bất kỳ hình thức nào, bạn cũng nên tìm hiểu kiến thức để tránh gặp phải những rủi ro không đáng và ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính nhé. Hơn nữa, đầu tư tốt nhất là đầu tư vào bản thân. Bây giờ, nếu bạn không thể tiết kiệm được nhiều tiền cũng không sao. Điều bạn cần là học hỏi, thăng tiến và tìm cách để làm cho bản thân đáng giá hơn, để được tăng lương liên tục. Vào thời điểm đó, việc tự do tài chính sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tóm lại, một người muốn thực hiện tự do tài chính trước 30 tuổi, phải có nhiều năng lực mới không bị đánh bại bởi hiện thực. Đương nhiên, tâm thái của bản thân mới là điều mấu chốt. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett có câu nói nổi tiếng rằng, nếu bạn không tìm ra cách để kiếm tiền ngay cả lúc ngủ, bạn sẽ phải làm việc cho tới khi chết. Một cuộc sống chật vật kiếm sống qua ngày, kể cả khi về già, hẳn là điều không ai mong muốn cả. Đó là lý do vì sao ta cần học cách sử dụng đồng tiền một cách thông minh ngay từ khi còn trẻ. Nếu thiếu những quyết định tài chính thông minh ở các mốc quan trọng của cuộc đời 20, 30, 40 tuổi, bạn sẽ khó có thể được hưởng cuộc sống tự chủ tài chính ở ngay hiện tại cũng như lúc về hưu. Tự chủ tài chính không phải là chuyện dễ dàng bởi nó sẽ ngốn của bạn kha khá thời gian và sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, kết quả đổi lại là hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn bỏ ra khi bạn có thể an tâm về kinh tế của bản thân. Và từ nền tảng này, hãy sống một cuộc sống mà bạn hằng mong đợi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Video đến đây là hết rồi. Tình hình dịch bệnh vẫn đang vô cùng căng thẳng. Vì thế, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện các biện pháp phòng dịch an toàn để cùng nhau ngăn chặn đại dịch lây lan nhé. Và các bạn cũng đừng quên dành tặng bí quyết thành công một like cho video này để ủng hộ kênh phát triển hơn nữa, để tiếp tục đem tới những thông tin bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí quyết thành công.